Anh thấy ở đây có cái cụm bán bánh tráng trộn rất là đông của các bạn trẻ ngồi ăn. Mình thấy rất là đông luôn. Ở vài tháng, vài tuần thì đối với con đường này là những khách sạn không có quá đắt. Còn nếu mà chúng ta ở lâu dài thì mình nên thuê những cái căn hộ sẽ đầy đủ tiện nghi. Em zoom lại nha để các anh chị bạn xem rõ hơn. Khách sạn này cũng nhỏ thôi, không có sao nào hết. Nhưng còn riêng về phần thuê, nhà thuê, căn hộ cho thuê thì anh chị có thể email, em sẽ đến đó và tìm hiểu để các anh chị các bạn khi mà đến Sài Gòn thì sẽ không phải bỡ ngỡ những hình ảnh, mình có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Về phần thông tin thì em có để phía dưới mô tả trong video này nè. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là Bùng Binh Cống Quỳnh, chợ Thái Bình. Và chúng ta thấy ở giữa chúng ta đó là Bùng Binh Cống Quỳnh với giao với Nguyễn Cư Trinh. Không, giao với Võ Tánh, Nguyễn Trãi, rồi Phạm Ngũ Lão. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Trãi nè, theo dọc đường Võ Tánh năm xưa, và bên tay phải chúng ta đó là cái rạp Khải Hoàng, và cặp theo đó có con đường Cống Quỳnh và đi đến cái nhà báo xanh Tự Vũ, bây giờ là bệnh viện Tự Vũ. Và cái rạp Khải Hoàng ngày nay thì đang để trống chờ cho thuê. Và theo hướng bên đây là chợ Thái Bình nè. Chợ Thái Bình về đêm cũng rất là tấp nập, với những hàng quán ăn uống ở ngoài, còn lòng chợ thì đóng cửa rồi ha. Và chúng ta thấy cái tòa nhà cao cao lớn lớn, đó là cái chung cư mới được xây sau này, gần với cái cư xá 137 ở đường Cống Quỳnh đó. Và không bao lâu nữa thì cái sẽ có một lốc chung cư nữa mọc lên ở cái khu vực phía sau đó nữa, đó là cái xóm Mã Lạng, hay đúng chúng ta còn gọi là vùng đất dữ ngày xưa đó, nhưng mà ngày nay thì không có như vậy đâu ha. Và chúng ta thấy đây có rất là nhiều xe cộ. Đó là cái bến xe buýt, cũng là khu vực B của công viên 23 tháng 9. Và sau những hàng cây này là những cái trạm xe buýt ra vô rất là tấp nập. Và Sài Gòn bây giờ là 8 giờ tối. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Lê Lai, rồi giáo xứ của nhà thờ Nguyễn Sĩ. Và bên tay trái chúng ta có một cái dãy nhà rất là xưa, bây giờ có địa chỉ là 210 210 tơ, 210 bit, rất là nhiều địa chỉ nhưng mà có chung một cái cụm là 210. Ở dưới cho rửa xe rồi bán bánh mì Hà Nội, rồi rửa xe, và kế bên thì có cà phê Highland ngay góc đường Nam Quốc Cang nè, nơi cái trường cho đẳng sân khấu điện ảnh. Và cái đường nó nằm kế bên cái building lớn lớn này nè. Rồi hành trình hôm nay em mời bà con mình chúng ta cùng lang thang với em trên cung đường Võ Tánh năm xưa và Nguyễn Trãi ngày nay, đến đường Lê Lai, để xem những hình ảnh này về đêm như thế nào ha. Để khi mà chúng ta có dịp khi đến Sài Gòn, đối với các anh chị và các bạn xa quê hoặc là ở các tỉnh khác, ở vùng khác,
Nhà Bè ở vùng ven Sài Gòn. Khi nói đến đường Lê Lai thì chúng ta biết về đêm nó như thế nào, và hôm nay những hình ảnh này mình cùng xem chơi cho vui nha. Và ở đây chúng ta thấy những cái cô bán bánh tráng trộn rất là đông các bạn trẻ ngồi. Và cặp phía sau đây là những cái nhà chờ xe buýt nè. Nếu các anh chị các bạn đi xe buýt từ các huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè thì chúng ta sẽ lên cái bến ngay vị trí này, và khi xuống xe mình sẽ bắt gặp những cái hình ảnh này. Và chúng ta nhìn bên đây là con đường Nam Quốc Cang. Trên chuyến hành trình thì chúng ta cùng nhìn qua nhìn lại để mình thấy được hình ảnh của Sài Gòn như thế nào. Và nơi đây là quán cà phê Highland. Nếu đi thẳng con đường này mình sẽ ra đường Mùa Thị Xuân và trường Bá Tồng ha. Bá Tồng ngày xưa bây giờ là trường Bùi Thị Xuân luôn đó. Rồi hành trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nha. Mình đi một đoạn nữa thôi rồi mình sẽ đến cái đường Lê Lai. Trong quá trình thực hiện video thì những thông tin em chia sẻ hiện nay thì là sự thật còn hoàn toàn đúng, và những cái hình ảnh về thời xưa và những thông tin thời xưa thì có lẽ em tìm hiểu trên mạng, và nếu mà có sự sai sót thì cô chú anh chị các bạn thông cảm, mà cho em xin cái comment để em chia sẻ thêm ha. Và chúng ta thấy ở đây có cái cụm bán bánh tráng trộn rất là đông của các bạn trẻ ngồi ăn. Thấy rất là đông luôn. Những ai mà thích bánh tráng trộn, tín đồ bánh tráng trộn thì chúng ta đến cái trạm xe buýt khu vực B công viên 23 tháng 9 để mình thưởng thức nha. Còn hôm nay thì chúng ta đi ngang thôi. Tôi thấy mỗi ngày người ta bán buổi chiều tấp nập lắm, tới tối luôn. Và nơi đây là con đường Lương Hữu Khánh, và nơi đây có cái trường tiểu học phía sau cái nhà thờ Quyện Sĩ. Đây những hình ảnh chi tiết thì chúng ta sẽ thực hiện trong những video sau nha. Hôm nay mình sẽ đi con đường Lê Lai để mình nhìn thấy những hình ảnh về đường Lê Lai ngày nay thôi. Đây là đầu đường Lê Lai, và chúng ta thấy ở giữa đó là cái mũi tàu. Ở đây đó có quán cà phê Em Coffee, một bên là Nguyễn Trãi, bên trái là Nguyễn Trãi, và bên phải đây là Lê Lai. Chúng ta thấy dòng xe đi qua rất là tấp nập. Và bên tay phải mình đó là cái bến xe nè. Xe buýt về nè. Rất là đông, rất là nhiều xe luôn. Giờ thì cũng đã có một số tuyến đã không còn chạy nữa. Bây giờ ta về nghỉ rồi. Và khúc này hơi bị tối. Và còn thông cảm nha, chúng ta đi lẹ qua. Và khúc này thường hay dơ. Đi ngang nghe cái mùi ham ô nhắc. Tại vì nó tối tối rồi ngay bến xe nữa, thành ra hợp luôn. Và chúng ta thấy chỗ sáng sáng này là quán cà phê My Life Coffee hay là Em Coffee đó. Cái hệ thống này cũng rất là nổi tiếng ha. Ở ngoài bến Bạch Đằng cũng có nữa nè. Ngoài Trần Hưng Đạo gốc Nguyễn Khắc Nhu cũng có nữa nè. Rồi chúng ta lại khu sáng sủa rồi. Đây là giao lộ Lê Lai và Bùi Chu năm xưa, đó chính là bây giờ là Tôn Thất Tùng. Thẳng hướng này là Lê Lai ha. Mình muốn bên trái chúng ta đó là Bùi Chu, đến nhà thờ Quyện Sĩ, rồi Hồng Thập Tự, Sương Nguyệt Ánh, hay ngày xưa là Sương Nguyệt Anh, rồi Ngô Tùng Châu, và nơi đây có một cái chung cư cổ
cũng rất là xưa rồi nè. Và mình ta phải chúng ta đó là đường Đỗ Quang Đậu. Ngày xưa thì không có nối dài đến khu vực này, nhưng mà ngày nay thì đã nối dài đến đây luôn, thông qua cái công viên này luôn. Rồi, rồi không kịp rồi. Nhìn thẳng ở đây là chúng ta sẽ đi về phố Tây Bùi Viện nè, Phạm Ngũ Lão. Ngày xưa thì cái đoạn này là công viên, sau này thì người ta mở rộng ra nối liền giữa Đỗ Quang Đậu và Bùi Chu luôn. Công viên 23 tháng 9 về đêm. Thì đối với ngày xưa, theo tìm hiểu và sự chia sẻ của cô chú anh chị, thì ngày xưa công viên 23 tháng 9 chính là cái ga xe lửa. Thì đâu đó thì cái khu vực này nó vẫn còn là cái vẫn còn giữ cái sứ mệnh của nó, trở nên ngày càng nhiều hơn, đó là cái bãi xe, xe buýt, rồi bãi giữ xe, rồi trạm trạm xe của các tỉnh ở bên đường Phạm Ngũ Lão. Theo những hình ảnh ngày xưa thì đây là cái đường rầy xe lửa đi từ Chợ Lớn, Mỹ Tho, đi qua công viên 29 này, và đến ngày hôm nay thì những cái sứ mệnh về xe cộ nó trở nên nó nhiều hơn, từ vì hồi xưa thì không có cái trạm xe buýt, nhưng mà ngày nay thì có. Đối với ngày xưa thì em nói ngày xưa không có trạm xe buýt là cách đây khoảng 10 năm thôi. 10 năm khi em biết về nhiều về Sài Gòn này, thì lúc đó cái trạm xe buýt nó chưa có. Trạm xe buýt nó nằm ở ngoài Sài Gòn á, công trường Quách Thị Trang. Nhưng mà sau này thì cái công trường đó làm cái tuyến metro á, thì cái trạm xe buýt nó mới dời về khu vực công viên B bán chính này. Và đối với con đường Lê Lai ngày nay thì cũng có rất là nhiều khách sạn ha. Như chúng ta thấy đây là Việt Nam Backpacker Hotel, cái nhà này nhìn rất là cao, nhưng mà khách sạn này thì chỉ có một sao thôi. Nếu mà chúng ta có dịp đi về Sài Gòn và ở thì ở vài tháng, vài tuần thì đối với con đường này là những khách sạn không có quá đắt. Còn nếu mà chúng ta ở lâu dài thì mình nên thuê những cái căn hộ sẽ đầy đủ tiện nghi, như là bếp nút, rồi máy giặt, máy sấy, rồi nói chung là như cái nhà chúng ta vậy đó, giống như homestay, nó dạng hình thức homestay. Thì cái đó thì sẽ rẻ hơn nếu mà mình ở dài hạn vài tháng ha. Còn như đây là khách sạn, chỉ là khách sạn thì không có ở lâu nên người ta thiết kế cũng sẽ không có đầy đủ nội thất. Và chúng ta nhìn bên phải đây là khu vực B của công viên nè. Phần nãy thì xe buýt, khúc này thì bãi giữ xe máy, và có một cái khoảng trống, rồi cây xanh để bà con tập thể dục. Nhưng mà đoạn này nó sẽ hơi tối, hành trình chúng ta sẽ đi đến khách sạn New World. Nếu mà các anh chị các bạn đã về Sài Gòn và ở khách sạn New World thì buổi tối chúng ta có thể đi bộ con đường này và đi đến cái công viên 23 tháng 9 này, mình có thể là tập thể dục, hoặc là mình sẽ đi qua phố Tây, đi qua con đường này cũng được, đi đến phố Tây hoặc là chợ Thái Bình để mình uống cà phê ở cái quán cà phê Đà Lạt, hoặc là ăn hủ tiếu Nhân Quán ở ngay cái vòng xoay đó luôn, cái vùng bên chợ Thái Bình đó luôn, hủ tiếu Nhân Quán, hủ tiếu Quỳnh. Hay mình đi bộ lên tí nữa thì có phở Quỳnh, còn mà nếu đi xa quá thì làm biến thông thả thì được, còn nếu mà đói bụng mà đi từ ở New World mà
mà muốn đi lang thang như vậy cũng hơi hơi mệt. Các anh chị xem cái thời lượng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi mấy nhiêu từ khách sạn New World tới chợ Thái Bình. Đó, mình nhìn bên phải có những người đang tập thể dục, nhưng mà công viên này thì không có sáng, đèn ít thôi. Ngày xưa cách đây khoảng 10 năm hơn 10 năm đi, mình nói 10 năm cho nó gần, thì công viên 23 tháng 9 là một cái nơi gì đó người ta gọi là cũng là tệ nạn, không có dám ra đây ngồi đâu, tại vì thời đó rất là nhưng mà anh chị ngồi đây nhiều lắm. Đó, mình nhìn thấy ở đây 112 114 Lê Lai, cũng là khách sạn Bình Minh. Đó, những khách sạn này thì 2 sao, mình có thấy có vẻ sáng sủa hơn cái khách sạn lúc nãy. Không biết lúc nãy là phải 1 sao không ta, sao mình thấy nó hay bị rớt sao xuống trên cái bảng hiệu gì. Và kế bên cũng có Mỹ Anh Hotel nữa nè, Mỹ Anh Hotel. Để em zoom lại nha, để các anh chị bạn xem rõ hơn. Khách sạn này cũng nhỏ thôi, không có sao nào hết. Để em zoom để lại. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Và nơi đây có giao lộ Lê Lai và đường Đinh Nguyễn Văn Tráng. Nguyễn Văn Tráng về đêm nè, đi đến Võ Tánh luôn. Còn Đinh Công Tráng thì khác nữa ha. Đinh Công Tráng ở Tân Định, bán bánh xèo nổi tiếng. Và em thấy bên đây thì có những cái hàng quán ăn vặt ở lề đường, ở khu vực công viên. Khi mà mình tập thể dục xong thì mình có chỗ mình ngồi uống nước, rồi thư giãn, nghỉ mệt xong mình lại về. Thì đối với phần bên đây thì công viên có lẽ đang xây dựng, sửa chữa, giải tỏa cái mặt bằng phía trên công viên. Đối với Sài Gòn thì lúc nào cũng có rất là nhiều sắc thái, đúng không? Ngày đêm, sáng chiều, trưa tối, trưa sáng trưa, nói chung là mỗi giờ, mỗi cung giờ thì có mỗi sắc thái riêng. Như ban ngày có thấy ở đây bán cơm chay, cơm tấm nè, thì ban đêm người ta đã nghỉ rồi mà người ta chuyển qua bán nước sâm, lúc nào cũng hoạt động. Và nơi đây là ngôi chợ lòng đất, chợ ở dưới lòng đất. Đây là đường vào, tuy là phần trên thì không còn ha, không còn nhiều những cái quán bar, những cái sân khấu, mà cái chợ lòng đất thì vẫn còn ha. Mở cửa 8 giờ sáng tới 22 giờ đêm. Về giá cả khách sạn thì các anh chị cũng đã biết thông qua những cái trang Adora Booking hay là rất là nhiều trang mạng để chúng ta đặt phòng. Nhưng còn riêng về phần thuê, nhà thuê, căn hộ cho thuê thì anh chị có thể email
em sẽ đến đó và tìm hiểu để các anh chị các bạn khi mà đến Sài Gòn thì sẽ không phải bỡ ngỡ những hình ảnh, mình có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Về phần thông tin thì em có để phần dưới phía dưới mô tả trong video này nè. Khi mà anh chị bấm phía dưới hình đăng ký đó, cái nút đăng ký hình cái chuông đó, thì có sổ ra một cái khung thông tin email cũng như là Facebook của Vinh Lâm TV ha. Và chúng ta nhìn xa xa bên kia đó là tòa nhà AB Tour, và kế bên đó có khách sạn New World. Và đây là con đường Nguyễn Thị Nghĩa, một đoạn ngắn đi đến ngã 6 Sài Gòn, ngã 6 Phù Đổng, và hướng ngược lại sẽ đi về đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Học, chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh. Và nơi đây chúng ta cũng ra phố Tây được nữa nè. Rồi mình chờ đèn đỏ xong mình qua qua đường và đến khách sạn New World, chúng ta sẽ tạm dừng cái video. Nhân đây cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Chúc cho bà con mình lúc nào cũng thành công. Rồi chúng ta qua đường nha. Sài Gòn xe cộ tấp nập quá. Nhìn xe máy là thấy sợ. Nếu mà mình không quen đi là rất là nguy hiểm. Ngày xưa khu vực công viên này có rất là nhiều nhóm tụ tập, và nơi đó họ buôn bán trao đổi đủ thứ hết. Nhưng mà ngày nay thì không còn ha. Một hình ảnh sáng sủa. Và chúng ta nhìn lại những hình ảnh ngày xưa đó, những hình tư liệu đó, những cái cột điện, rồi những cái đường rầy xe lửa rất là xưa. Nhưng mà ngày nay thì một cái sắc thái, một cái sắc màu khác, một cái sắc xanh ở khu vực công viên này. Tuy là về đêm không có đèn, mình nhìn thấy không có rõ cho lắm. Rồi chắc video của em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Một số hình ảnh về con đường Lê Lai và một vài khách sạn tiêu biểu trong rất là nhiều khách sạn gửi đến các anh chị và các bạn. Chúng ta cùng theo dõi và tham khảo những thông tin. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video sau nha. Bên đây là khách sạn New World. Nhìn thấy khách sạn New World về đêm nè. Khách sạn 5 sao. Năm nay thì Trung Thu New World không có trang trí. Và ở đây có cái đường thông qua bên Phạm Hồng Thái nè, ở phía dưới tòa nhà New World. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.